Ngài đang buồn chán đến mức phải uống rượu một mình thật sao? Ngược lại thì mới đúng. Có quá nhiều chuyện phải lo, đầu của ta như muốn nổ tung ra vậy. Vậy ta có thể chia sẻ ý kiến với ngài không? Sao? Cô có biết tại sao ta vào gặp bệ hạ hay không? Một khi cô nghe ta nói ra, cô sẽ phải cân nhắc coi nên ở phe nào. Cảm ơn cô. Có thật là ngài lo lắng cho công chúa. Cô Chua Ga thì muốn giết chết cô ấy, còn ngài thì muốn bảo vệ cô ấy. Ngài đang cảm thấy bị giằng xé. Đó không phải gì của cô. Ta ước gì mình không để ý, nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu. Vì ngài đang phải đau khổ vì những điều đó. Ta mong rằng công chúa sẽ quyết định quay trở về hoàng cung. Cô ấy là con gái của nhà vua. Điện Biên Giang là nơi cô ấy thuộc về, và ta cũng thuộc về nơi đó. Như vậy là ngài đã quyết tâm rồi. Đó là vì tình yêu hay là vì lòng trung thành? Vì cả hai. Cô đã nói rằng ta nên lựa chọn, hoặc ta đi theo con đường riêng, hoặc nghe theo cha ta và bước đi trên một con đường đầy máu. Sao cô không thử đoán xem? Cô có ngửi được mùi máu trên người của ta không? Tướng quân.